được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Suy niệm lời Chúa Chúa Nhật hàng tuần. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng thánh, hầu lan tỏa tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi đến tất cả mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe tin mừng Chúa Nhật ngày 2 tháng 6 năm 2024, lễ kính mình máu Thánh Chúa Kitô, phục vụ 5B. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày thứ nhất tuần bánh không men, lúc có lệ tế chiên vượt qua, môn đồ nói với Ngài: Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Và Ngài sai hai môn đồ và nói với họ: Các ngươi hãy vào thành và có người đội vò nước sẽ đón gặp các ngươi. Các ngươi hãy theo người ấy và nó vào đâu thì các ngươi hãy nói với gia chủ: Thầy bảo chỗ trọ dành cho ta, nơi ta ăn lễ vượt qua với môn đồ của ta đâu? Và người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu đã trải đệm sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn sẵn cho chúng ta ở đó. Môn đồ ra đi, vào thành và đã gặp như Ngài đã nói với họ, và họ đã dọn lễ vượt qua. Và trước lúc họ ăn, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, rồi Ngài bẻ ra và ban cho họ và nói: Hãy cầm lấy, này là mình ta. Đoạn cầm lấy chén, tạ ơn, Ngài ban cho họ và họ uống chén ấy hết thảy. Và Ngài nói với họ: Này là máu ta, máu giao ước đổ ra vì nhiều người. Quả thật, ta bảo các ngươi, ta sẽ không uống đến hoa quả giống nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày ta sẽ uống thứ mới trong nước Thiên Chúa. Suy niệm. Hôm nay chúng ta long trọng cử hành lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể để trao ban chính thịt máu người làm của ăn của uống cho giáo hội. Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu, là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua đó, Chúa Giêsu tiếp tục ở lại và giữ nuôi chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Trong suốt hơn 2.000 năm qua, giáo hội luôn cử hành bí tích thánh thể như là đỉnh cao của việc tôn thờ Thiên Chúa. Nhờ đó, các tín hữu được nuôi dưỡng và có đủ sức mạnh để tiến bước trong hành trình đức tin giữa trần gian này. Xin cho mỗi người chúng ta biết sốt sắng dùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu độ chúng ta. Trời nên lương thực nuôi hồn, Chúa là bánh trường sinh nuôi người trên đường dương thế, Chúa là sự sống muôn đời, là chân lý tuyệt vời, dành Chúa chiếu sáng mọi nơi, tình thương Chúa ngất cao vời vợi. Hồn con khát Chúa, Chúa ơi, như đất khô mong đợi nước nguồn.
nơi Thiên Chúa lấp đầy khát vọng con tim, cho hồn con nó thỏa trong Chúa. Chúa ban bánh bởi trời nên lương thực nuôi hồn. Chúa là bánh trường sinh nuôi người trên đường dương thế. Chúa là sự sống muôn đời, là chân lý tuyệt vời. Dành Chúa chiếu sáng mọi nơi, tình thương Chúa ngất cao vời vời. Đời con có Chúa sương vui như bé thơ trong vòng tay mẹ. Cậy trông nơi Chúa dắt dìu bước